Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Top Sao Hàn, nơi mà các bạn có thể cập nhật những thông tin mới nhất về các ngôi sao K-pop. Và ngay bây giờ sẽ là những thông tin mới nhất có trong ngày hôm nay. Có thể thấy rằng làng nhạc K-pop luôn là nơi hội tụ của những thần tượng vừa tài năng lại mang nhan sắc rất ấn tượng. Trong lứa từ Gen 3 cho đến Gen 4, khán giả luôn được chứng kiến những nữ idol có ngoại hình nổi bật. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng điểm qua top 10 nữ thần tượng đẹp nhất K-pop. Vị trí thứ nhất, Chewy của Twice. Trong giới idol, Chewy là nhan sắc rất đình đám, không chỉ có khán giả yêu thích mà rất nhiều nghệ sĩ cũng biết tới. Thành viên Twice nổi tiếng với gương mặt với những nét hài hòa kiều diễm như những mỹ nhân Hồng Kông thập niên xưa. Trước đó, Chewy cũng từng là mỹ nhân đẹp nhất thế giới cho trang. Trước đó, Chewy cũng là mỹ nhân đẹp nhất thế giới do trang TC Center bình chọn vào năm 2019. Dù là người ngoại quốc, thế nhưng Chewy trong những năm qua vẫn được netizen Hàn Quốc yêu thích và luôn góp mặt trong danh sách những nữ thần của K-pop. Dù có nhiều nhóm nhạc mới xuất hiện, nhưng nhan sắc của mỹ nhân Đài Loan vẫn luôn là tâm điểm mỗi khi xuất hiện. Thứ hai, Irene của Red Velvet. Đứng sau Chewy một hạng là Irene, trưởng nhóm của Red Velvet. So với dàn idol Gen 3, Gen 4, Irene có độ tuổi cao hơn nhưng nhan sắc của cô vẫn dễ dàng áp đảo nhiều idol trẻ trung khác. Trong mắt khán giả, chị cả Red Velvet vẫn luôn là một trong những nữ thần tượng xinh đẹp nhất lịch sử K-pop. Vị trí thứ 3, Yuna của ITZY. Trong số những nữ idol thế hệ mới, Yuna là cái tên nổi bật vì visual cũng như có tỷ lệ cơ thể đẹp đáng ao ước. Ở thời điểm mới ra mắt, thành viên ITZY vốn đã mang ngoại hình nổi bật, thế nhưng hiện tại cô nàng còn thăng hạng nhan sắc hơn nhiều. Cô nàng sở hữu khuôn mặt với những đường nét rất hài hòa, mang lại năng lượng trẻ trung tươi sáng. Thứ tư, Kim Min-ju, cựu thành viên của IZONE. Dù IZONE không còn hoạt động, thế nhưng thành viên Kim Min-ju vẫn là một trong những nhan sắc nổi tiếng trong giới. Gương mặt thanh tú hài hòa luôn giúp Min-ju tỏa sáng với từng khung hình. Dù chỉ mới 21 tuổi, thế nhưng Min-ju đã sớm chạm đến thời kỳ đỉnh cao. Mọi nét trên gương mặt của nữ thần tượng này đều đạt đến độ hoàn hảo. Thứ năm, Jisoo của Blackpink. Nhắc đến mỹ nhân của Gen 3, Gen 4 sẽ là một thiếu sót lớn nếu không nhắc đến Jisoo. Visual của Jisoo không chỉ được đánh giá cao ở Blackpink mà luôn được xem là một trong những biểu tượng sắc đẹp của nữ thần tượng thế hệ mới. Thứ 6, Jung Jae-yeon của Dear. Sau Suzy, Jung Jae-yeon được xem là tinh đầu quốc dân nhờ sở hữu nhan sắc ngây thơ, thuần khiết gây mê người đối diện. Trên sân khấu, cô nàng này thường thể hiện được hình tượng quyến rũ, nhưng ở ngoài đời lại nhẹ nhàng gần gũi. Trước đó thì Jae-yeon cũng là người khởi đầu cho xu hướng kết màn ở những phần trình diễn trên sân khấu. Thứ 7, Irene của Oh My Girl. Irene từng gây xôn xao khi mang khuôn mặt giống với Suzy và Irene. Gương mặt của cô nàng này là đại diện cho những idol mang vẻ đẹp trong trẻo, tràn đầy sức sống như mối tình đầu. Trong quá trình hoạt động, thành viên nhóm Oh My Girl thay đổi nhiều hình tượng khác nhau, từ nữ tính dịu dàng tinh nghịch đáng yêu hay là một cô nàng quyến rũ bí ẩn. Thứ 8, Yeerin, cựu thành viên của GFan. Trong thời gian hoạt động, Yeerin được yêu thích nhờ mang hình tượng trẻ trung đáng yêu. Cô nàng sở hữu khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to cùng bờ môi cong xinh xắn. Dù visual chính của GFan là Sohwon, thế nhưng nhiều người nhận xét là Yeerin cũng có thể đảm nhận vị trí này. 9. Naeun, cựu thành viên của Aprin. Dù vướng phải ồn ào lớn thế nhưng nhan sắc của Naeun vẫn được netizen xứ Hàn công nhận. Cô nàng được đánh giá là một trong những biểu tượng nhan sắc thế hệ mới và thường xuyên xuất hiện trong nhiều bảng xếp hạng. Trước đó, trong cuộc khảo sát những nữ ca sĩ xinh đẹp nhất K-pop 2021 với nhiều nhóm nhạc tham gia, Naeun đã đứng đầu danh sách. Khi Aprin còn hoạt động, cô nàng được biết đến với vai trò visual kiêm gương mặt đại diện của nhóm. Sau này, mỹ nhân Aprin còn gây chú ý khi lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh. Thứ 10, Minyeon của Jiayu. Minyeon là thành viên có độ nhận diện cao của Jiayu khi sở hữu nhan sắc gây mê mẩn. Fan không ít lần còn ưu ái gọi vẻ đẹp của mỹ nhân nhà Kiều không khác gì như tượng tạc với chiếc mũi cao vút cằm thon, khuôn miệng đẹp. Qua nhiều năm hoạt động, nhan sắc của Minyeon còn được nhận xét là ngày một thăng hạng. Trên đây là 10 nữ thần tượng xinh đẹp nhất của Gen 3, Gen 4 do netizen xứ Hàn chọn ra. Còn top 10 của bạn là ai? Hãy đừng quên để lại bình luận ở phần dưới comment nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi những video của kênh Top Sao Hàn và các bạn đừng quên ủng hộ chúng mình bằng cách ấn like, share và subscribe kênh và bật quả chuông thông báo để nhận những thông tin mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.